Quang Linh Vlog, tên thật Phạm Quang Linh, là một YouTuber Việt Nam nổi tiếng qua video về cuộc sống của anh tại châu Phi. Quang Linh Vlog là ai? Quang Linh Vlog tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, quê ở Nghệ An. Năm 2016, tốt nghiệp phổ thông, anh đi xuất khẩu lao động tại Luanda, thủ đô Angola, một quốc gia châu Phi. Mình có một số người quen sang bên đấy làm việc và giới thiệu. Khi được lựa chọn giữa Nhật, Hàn, Đài Loan và Angola, mình quyết định chọn một đất nước xa lạ không có trên truyền hình nhiều để khám phá trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Đó là lý do mình chọn Angola, một đất nước cách Việt Nam hơn nửa vòng trái đất, để sinh sống và làm việc. Linh nói về cơ duyên đến Angola. Công việc đầu tiên của thanh niên 9-10 tại đất khách quê người là thợ xây, nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Anh dần vượt qua những khác biệt về văn hóa, làm quen với vùng đất mới và dần ổn định công việc. Quãng thời gian đầu luôn rất khó khăn, quá nhiều điều khác biệt, nhớ gia đình, nhưng người dân nơi đây đã giúp đỡ mình rất nhiều. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng họ sống rất tình cảm, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ những người nước ngoài như mình, Linh nói. Điều đặc biệt, thời gian tại đây giúp Quang Linh Vlog làm quen được nhiều người bạn châu Phi và tích góp một khoản tiền. Anh quyết định nghỉ nghề xây dựng và chuyển sang kinh doanh nhỏ lẻ. Theo thời gian, anh trở nên gắn bó và thân quen với nét văn hóa độc đáo, người dân hiếu khách nơi đây. Thời gian rảnh, Linh lên ý tưởng về việc lập một kênh YouTube ghi lại cuộc sống của mình và những người bạn tại Angola. Hiện Quang Linh Vlog đang là một YouTuber nổi tiếng được nhiều người biết đến qua tuyển tập các clip giản dị, mộc mạc kể về cuộc sống thường ngày của anh tại châu Phi. Quang Linh Vlog và Lôi Con nổi tiếng cộng đồng mạng. Trước đó, trong một lần đi thăm người dân tại Angola thì Quang Linh Vlog đã gặp cậu bé được mệnh danh Sad Boy châu Phi này và quay lại clip chia sẻ trên YouTube cá nhân. Khi ấy, Lôi Con còn rất nhỏ, chỉ mới khoảng 2 tuổi. Diện bộ quần áo đã cũ, Lôi Con vẫn gây sốt khi sở hữu gương mặt hết sức đáng yêu. Được biết, Lôi Con là con trai của một thành viên trong team của mình, Quang Linh liền chạy đến bế cậu bé lên và cưng nựng. Tuy khi ấy chưa biết Quang Linh là ai nhưng Lôi Con vẫn đồng ý cho chú bế. Chắc hẳn cậu bé cũng cảm thấy quý mến chàng trai xứ Nghệ này cho nên mới hợp tác mà không hề tỏ ra khó chịu. Chắc hẳn, lúc này cả hai người đều không biết được sau này sẽ thân thiết như hiện tại. Từ lần đầu gặp gỡ ấy cho đến hiện tại, tình cảm của Quang Linh và Lôi Con đã ngày càng thân thiết hơn. Nhiều người trêu đùa rằng, có lẽ Lôi Con chính là cậu bé được Quang Linh ưu ái nhất tại Angola. Lôi Con thường xuyên được xuất hiện trong các video của Quang Linh và nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự đáng yêu, ngoan ngoãn. Từ những tình cảm mà cộng đồng mạng dành cho Lôi Con, Quang Linh tiết lộ rằng sẽ đưa Lôi Con về Việt Nam đón Tết cổ truyền. Chàng trai xứ Nghệ tâm sự cậu nhóc đã được làm giấy khai sinh và các thủ tục liên quan đang được xúc tiến. Bởi vậy, trong mỗi livestream của Quang Linh, nhiều người hâm mộ tò mò về thời gian nam YouTuber sẽ đưa em bé đáng yêu này về Nghệ An chơi trong dịp Tết 2023 này. Thu nhập của Quang Linh Vlog. Kênh YouTuber Quang Linh Vlog đạt 3,41 triệu người đăng ký thì nhiều khán giả càng tò mò về thu nhập hiện tại của anh. Nếu theo dõi tường tận các video do Quang Linh đăng tải từ buổi đầu tiên đến giờ sẽ thấy nhiều sự thay đổi đặc biệt. Nhờ vào độ nổi tiếng do người hâm mộ ủng hộ nên kênh YouTube Cuộc Sống ở Châu Phi gặt hái được rất nhiều thành công. Ước tính thu nhập mỗi tháng Quang Linh kiếm được rơi vào tầm 6.500 đô la cho tới 99.000 đô la. Ngoài ra, biến động mức thu nhập còn thay đổi vào nhiều yếu tố như quốc gia phát hành, lượt tương tác quảng cáo, số lượng quảng cáo, thời lượng video. Bên cạnh Cuộc Sống ở Châu Phi thì Quang Linh Vlog còn xây dựng một kênh YouTube khác có tên là Ẩm Thực Châu Phi. Hiện tại kênh này đã thu hút hơn 380.000 người đăng ký và trở thành một trong những kênh ẩm thực thú vị tại Việt Nam. Cho đến nay thì Quang Linh được xem là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất xây dựng vlog ở châu Phi. Thực tế cho thấy không phải ai cũng tự nguyện sinh sống trong môi trường khắc nghiệt này. Nhìn vào nội dung video Quang Linh đăng tải có thể thấy cuộc sống nơi đây vô cùng thiếu thốn. Nhờ vào cách triển khai ý tưởng đơn giản, thước phim mộc mạc nhưng vẫn luôn hài hước đã giúp Quang Linh truyền tải rất nhiều ý nghĩa. Giúp đỡ người khác để bản thân hạnh phúc. Sống và làm việc với người dân đáng mến nơi đây khiến Quang Linh đồng cảm và luôn muốn tìm cách để giúp đỡ họ. Ban đầu, anh và các bạn tự bỏ tiền túi, mua nhu yếu phẩm, thức ăn rồi đem tặng cho người dân bản địa, trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn. Sau này, những hoạt động thiện nguyện được nhiều người biết tới hơn, kênh YouTube của mình nhận được nhiều sự yêu mến. Bản thân thì dần trở nên nổi tiếng, nguồn thu nhập tăng lên, nhóm của Linh càng có thêm nhiều cơ hội để hỗ trợ người dân nơi đây. Anh sử dụng chính số tiền ấy để tổ chức các hoạt động từ thiện từ nhỏ nhặt như tổ chức các lớp học tiếng Việt, vui ngày Trung thu cho trẻ em, làm món ăn Việt, chương trình thi ca nhạc để tạo niềm vui cho người nghèo. Đồng thời, nhiều người địa phương cũng được nhận vào xưởng của anh làm việc. Trong một lần ra ngoài, Linh ghé qua Bailundo, một bản nghèo của Angola, thường xuyên thiếu nước sạch cho sinh hoạt. Vừa đặt chân tới đây, chứng kiến cảnh tượng đó, Quang Linh đã nảy sinh ra một quyết định. Sáng một ngày Chủ nhật, Linh cùng nhóm bạn thức dậy từ sớm, dùng xe chuyên dụng chở máy móc từ Luanda đến Bailundo khoan giếng cho người dân. Hàng chục người địa phương vui vẻ đón chào những người bạn Việt Nam. Họ cùng nhau đi thăm dò, tìm địa điểm và nguồn nước. Quang Linh còn hướng dẫn mọi người làm nền xi măng và phải bơm trong 2 đến 3 ngày liên tục mới sử dụng được vì giếng mới khoan nên nước còn đục, chưa sạch hoàn toàn. Anh còn chuẩn bị một chiếc bình chứa lớn để người dân dự trữ nước. Đặc biệt, nhóm của Linh còn sửa trường và xây cho người dân nghèo những ngôi nhà mới sạch sẽ, khang trang hơn. Ngày nhận nhà, người dân địa phương xúc động vô cùng, tôi năm nay 87 tuổi, nhưng chưa được thấy ngôi nhà nào đẹp đến thế. Trong số các con của mình, chưa ai dám mơ về một ngôi nhà đẹp như vậy. Vậy mà một người Việt Nam xa lạ đã xây tặng. Quang Linh Vlog cùng Hoa hậu Thùy Tiên xây giếng từ thiện. Mid Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã quyết định đồng hành với nhóm của anh để nghiệm thu và bàn giao 2 giếng nước sạch cho người dân. Dự án này do chính Thùy Tiên tài trợ và được nhóm vlogger Quang Linh thay mặt thực hiện. Công trình sau khi hoàn thành sẽ đem tới nguồn nước sạch cho khoảng 300 hộ dân sinh hoạt. Trong chuyến đi vừa qua, Hoa hậu Thùy Tiên cũng sẽ có buổi gặp gỡ lãnh đạo địa phương và người dân nơi đây. Ngoài ra, Thùy Tiên còn đi thăm nhà tình thương, bản nông nghiệp, tham gia trồng cây. Cả hai là cặp đôi được nhiều khán giả yêu mến nên ngay khi vừa đăng tải loạt khoảnh khắc, họ đã thu hút nhiều sự chú ý. Giữa làn sóng đẩy thuyền, hành động của Thùy Tiên và Quang Linh Vlog khiến dân mạng không khỏi phấn khích. Tối ngày 10 tháng 11, Hoa hậu Thùy Tiên khiến nhiều người ngơ ngác khi đổi ảnh đại diện Facebook cá nhân. Theo đó, bức ảnh Mid Grand International 2021 cập nhật là khoảnh khắc rạng rỡ của Quang Linh Vlog và Lôi Con. Thùy Tiên đổi ảnh đại diện là Quang Linh Vlog và Lôi Con, viết kèm có chơi có chịu. Còn Quang Linh Vlog thì thay đổi hình của Thùy Tiên. Vốn được đẩy thuyền lâu nay, việc Quang Linh Vlog và Thùy Tiên đổi avatar thành hình ảnh của nhau khiến dân mạng không khỏi phấn khích. Thực chất đây là hình phạt mà Thùy Tiên phải chịu trong kèo biết với team Châu Phi khi cùng nhau livestream bán hàng từ thiện trên TikTok vào tối cùng ngày. Vì thua cuộc nên Thùy Tiên phải đổi avatar mới trong vòng 3 ngày, là hình ảnh của nam YouTuber. Còn Quang Linh Vlog, dù là người thắng kèo nhưng anh cũng tự nguyện đổi ảnh đại diện, khiến biệt đội shipper thêm phần hào hứng. Mặc dù hành động của Thùy Tiên chỉ xuất phát từ trò chơi, cũng đủ khiến cư dân mạng tỏ ra phấn khích.